Xin chào các bạn, hôm nay thì mình bắt đầu chữa cái đề thi TOEFL từ năm 1989-01. Thì để tránh hiện tượng video quá dài thì mình sẽ chữa lần lượt. Mỗi một đề mình chia thành hai video. Video số 1 mình sẽ chữa từ câu số 1 đến câu 15. Và video số 2 mình sẽ chữa từ câu 16 đến câu 40. Thì ở đây mình sẽ chữa theo cái cách hiểu của mình và giải thích theo cách hiểu của mình, thì cũng có thể đúng có thể sai, thì rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ bắt đầu từ câu số 1. Thì câu số 1 ở đây mình đã xác định chủ ngữ. Thì các bạn chú ý một chút, trong các cái đề mình chữa ở đây thì phần chủ ngữ mình sẽ tô màu xanh dương như này, động từ màu tím, những cái từ từ nối của các mệnh đề thì mình sẽ có màu xanh lá cây, và cụm những cái mệnh đề phụ thì sẽ được in nghiêng. Thì như các bạn thấy ở đây là mình đã xác định chủ ngữ chính của câu, động từ chính của câu, chủ ngữ số ít, cho nên động từ của chúng ta chia số ít là thêm s ở đây. Thì câu này của chúng ta đã có chủ ngữ và động từ đầy đủ. Vậy thì chúng ta có thể loại ngay được đáp án C và đáp án D do có thừa động từ. Tiếp theo chúng ta còn A và B. Vậy thì nếu như ở đây chúng ta đưa đáp án B vào thì bring là một động từ, thì khi thêm đuôi in thì nó sẽ có thể trở thành một động từ thêm đuôi in này. Nó có thể là một phần của động từ nếu như đằng trước của nó có động từ to be, thì đấy là một hình thức của thể thì tiếp diễn. Tuy nhiên thì các bạn thấy đằng trước của nó không có động từ to be, cho nên là cái từ bringing này không phải là một phần của động từ. Tiếp theo nó có thể là một tính từ. Thì ở đây các bạn thấy là nếu như nó là một tính từ thì ta sẽ có tính này, tính và danh, thì trước nó lại có một cụm danh từ nữa. Thì khi hai cụm danh từ đứng cạnh nhau được thì nó phải bổ nghĩa cho nhau, còn nếu không nó phải có giới từ ở giữa. Thì ở đây nó không bổ nghĩa cho nhau nên chúng ta không thể có để bringing ở đây là tính từ ở đây được. Tiếp theo, nếu như một động từ mà thêm doing thì nó cũng có thể là một danh từ. Và cũng tương tự như thế, nếu như nó là một danh từ ở đây thì đằng trước nó có cụm danh từ, đằng sau nó có một cụm danh từ nữa mà không có từ nối ở giữa, cho nên nó cũng không hợp lý. Cho nên chúng ta chỉ còn lại đáp án A. Ngoài ra chúng ta còn có một cấu trúc để nhận biết, đó là allow somebody to do something. Đây, allow somebody to do something tức là cho phép ai đó làm cái gì. Cho nên ở đây câu số 1 chúng ta chọn đáp án A. Câu số 2 thì các bạn thấy ở đây có một trạng từ và phía sau của nó chưa có chủ ngữ và động từ, có nghĩa là câu này của chúng ta là thiếu cả chủ ngữ và động từ. Chúng ta loại đáp án A và B vì câu đáp án A thì có từ nối, thừa từ nối. Chúng ta cần từ nối khi nào? Chúng ta cần từ nối khi câu đó có nhiều hơn một mệnh đề trở lên, chúng ta mới cần từ nối để nối hai mệnh đề đó lại. Hoặc là khi từ nối như thế này thì nó là một mệnh đề phụ, thì như thế thì câu phải cần có một mệnh đề chính. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy nó không còn mệnh đề nào nữa cả, cho nên là chúng ta không cần có từ nối, cho nên chúng ta loại được đáp án A và B. Chúng ta chỉ còn C và D. Thì nếu như đáp án C thì chúng ta sẽ thiếu mất chủ ngữ. Còn nếu không thì nếu như to be ở đầu như này thì nó có thể là dạng câu hỏi. Tuy nhiên thì các bạn thấy ở đây không có dấu hỏi chấm, cũng không có dấu hiệu gì để cho thấy đây là một câu đảo ngữ, cho nên là ở đây không thể to be đứng đầu như thế này được. Chúng ta chỉ có đáp án D, chủ ngữ, động từ, và thành một câu hoàn chỉnh. Hai đáp án D này. Câu số 3 ta có chủ ngữ là typical. Tiếp theo nữa chúng ta có of, đây là giới từ. Sau giới từ có một cụm danh từ, thì cụm danh từ đó gọi là tân ngữ của giới từ. Thì cả cái cụm này được gọi là cụm giới từ. Thì cụm giới từ này không đứng đầu câu thì nó không thể làm chủ ngữ được. Còn cụm giới từ mà đứng đầu câu thì nó có thể làm chủ ngữ được. Thì ở đây chúng ta loại hết cái đoạn này đi, thì chúng ta còn chủ ngữ đây rồi. Câu của chúng ta chưa có động từ chính, vậy để chúng ta tìm
động từ chính cho câu. Đáp án A thì chúng ta thừa chủ ngữ là it. Đáp án B thì chúng ta cũng thừa một chủ ngữ này. Đáp án D thì chúng ta có một thừa danh từ làm chủ ngữ mà lại không có động từ chính của câu. Chúng ta chỉ có đáp án C, cho nên câu 3 chúng ta chọn C. Câu số 4, chúng ta có chủ ngữ và động từ chính. Ở đây chúng ta thấy có dạng dấu phẩy, phẩy như này. Thì trong dấu phẩy, ở giữa hai dấu phẩy này thì nó sẽ có thể là một đồng vị ngữ APP hoặc là một cái mệnh đề phụ để bổ nghĩa cho một cái thằng đằng trước. Thì ở đây các bạn thấy là cái câu này thì chúng ta cũng cần phải dịch theo cách chúng ta cần phải dịch thì sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ đây là một cái danh từ chỉ người này, chỗ này người ta bảo đây là một cái y tá xã hội, y tá chăm sóc sức khỏe cộng đồng này, và một cái người cải cách xã hội, tức là đề cấu trúc song song đồng nghĩa. Thì cái vế này và vế này phải cùng nghĩa với nhau. Bên này đang chỉ nói về một cô y tá gì đó, cái bên này cũng phải là một cái danh từ gì đó chỉ người. Thì ở đây chúng ta chỉ có đáp án B là nói về danh từ chỉ người. Chúng ta thấy có đuôi R, động từ cộng đuôi R thì là trở thành một danh từ chỉ người, cái người cải cách xã hội. Câu số 5 tương tự như thế, chúng ta cũng có đây là một chủ ngữ này, động từ chính rồi. Trong này chúng ta không quan tâm vì chúng ta không cần điền gì trong đấy cả. Ở ngoài này thì chúng ta cần điền cái gì? Ở đây ta thấy đáp án A có động từ nữa, thừa, vì chúng ta có động từ chính đây rồi. Tiếp theo đáp án B thì chúng ta có một từ nối và một động từ. Thì ở đây nếu như có từ nối là B là but thì chúng ta cần thêm một chủ ngữ nữa cho động từ does. Tuy nhiên ở đây không có, cho nên chúng ta loại đáp án B. Chúng ta chỉ còn hai giới từ là C và D. Thì câu này chúng ta cần dịch thì sẽ dễ hiểu hơn. Đó là đồng xuất phát, nếu như mà được lây lan hay là được phân phát ra với cái số lượng đúng đắn ấy, thì nó sẽ có thể diệt tảo mà không làm hại tới cá hoặc là các động vật thủy sinh khác. Cho nên là chúng ta chọn đáp án là D, without. Tức là diệt tảo mà không làm hại đến cá và các loài thủy, động vật thủy sinh khác. Chúng ta chọn đáp án là đáp án D. Câu số 6 chúng ta có một cái mệnh đề phụ. Đây. Và chúng ta có house. Ở đây là chúng ta bảo là how many people. Chúng ta có từ để hỏi là house, có một chủ ngữ đây rồi. Chúng ta cần có động từ để hoàn thành câu. Thì ở đây đáp án A thì ở đây chúng ta thừa dây. Chúng ta đã có đạo chủ ngữ được đảo lên rồi thì chúng ta không cần có dây ở đây nữa. Đáp án B thì cũng thế, how many people rồi, không cần phải có dây đứng ở đây nữa. Bản chất dây ở đây chính là people rồi. Đáp án D thì nó là một phần của động từ. Nếu như nó muốn làm động từ thì nó phải có động từ to be đằng trước, nhưng đây không có. Cho nên nếu như mà để ở đây nó là có thể là một tính từ thì câu này lại vẫn thiếu động từ. Cho nên ta loại luôn đáp án D và chúng ta chỉ còn đáp án C. How many people will live long enough? Sẽ có bao nhiêu người có thể sống đủ dài để nhìn thấy cái sự trở lại trong cái thế kỷ thứ 20 gì đấy. Câu số 7 chúng ta có một từ nối và giáp, có một danh từ. Thì các bạn chú ý một chút, ở đây từ fear và từ surprise mình không chắc là nó từ loại của nó là gì. Tuy nhiên thì mình thấy có cấu trúc song song ở đây, nó liệt kê 1, 2, 3, 4. Thì ở đây mình có từ happiness and sadness thì nó là danh từ vì nó có đuôi này, cho nên mình biết nó là danh từ. Vậy thì mình suy ra hai cái thằng này cũng là danh từ nốt. Tiếp theo nữa thì sau một cụm danh từ liệt kê như thế rồi thì chúng ta hiểu đó là danh từ số nhiều. Thì
thì động từ ở đây là chia theo to be chia là are, đúng. Thì đây là chúng ta có mệnh đề phụ. Câu này của chúng ta chưa có một mệnh đề chính, thiếu adverb. Cho nên chúng ta chọn ngay được là đáp án A, chủ ngữ số nhiều, động từ chia số nhiều là have. Đáp án B và C thì thiếu động từ. Và đáp án D thì nó có dạng của cấu trúc rút gọn mệnh đề. Tuy nhiên thì chúng ta không cần dạng rút gọn mệnh đề ở đây, mà chúng ta cần có chủ ngữ và động từ. Cho nên câu 7 đáp án ta chọn là A. Câu số 8, chúng ta có một động từ chính ở đây rồi, chúng ta chưa có chủ ngữ. Tại vì sao biết? Tại vì up ở đây, up đến đoạn này, cái này là một cụm giới từ. Up là giới từ này, danh từ đằng sau của giới từ là tân ngữ của giới từ. Thì cả cái cụm đó không làm chủ ngữ được khi nó không đứng ở đầu câu. Còn nếu như nó đứng ở đầu câu thì nó có thể làm chủ ngữ thôi, chứ không phải cụm giới từ nào đứng đầu câu cũng làm chủ ngữ. Vậy thì câu này chúng ta cần một chủ ngữ ở đây. Thì câu A, đáp án A, chúng ta thấy là chủ ngữ thì vẫn chưa có nhưng lại còn thừa động từ. Đáp án B thì thừa từ nối, giáp. C thì chúng ta thừa động từ was. Vậy chúng ta có một đáp án D, một cụm danh từ làm chủ ngữ. Động từ to be ở đây là chia số ít, cho nên chủ ngữ của chúng ta là số ít vì có mạo từ a. Ok, câu số 8 chúng ta chọn D. Câu số 9, câu số 9 chúng ta có chủ ngữ là the use, động từ đây. Các bạn nhớ cụm này là động từ, tuy nhiên thì cái thằng này thì không phải động từ nhé, nó là trạng từ, nó bổ nghĩa cho động từ. Thì nó sẽ đứng sau trợ động từ và trước động từ chính. Nhớ nhé, trạng từ đứng ở đằng sau động từ to be và trước động từ chính. Hoặc là nó sẽ ở, trạng từ nó sẽ ở đằng sau trạng từ chính, nhưng mà trạng từ sẽ không ở vị trí đó là động từ, sau đến trạng từ, sau đến mọi đó mới đến tân ngữ. Thì như thế nó không được. Rồi, thì các bạn thấy là ở đây chúng ta cần điền gì? Ở đây câu của chúng ta đã có chủ ngữ động từ rồi. Ở đoạn này là một cụm danh từ. Vậy thì chúng ta không cần từ nối. Ở đây chúng ta loại được B và C vì chúng ta không cần từ nối. Thì hai từ nối này nó có thể là từ nối của mệnh đề trạng từ. Thì nếu như mệnh đề trạng từ thì dạng đầy đủ phải có từ nối cộng S cộng verb. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta chỉ có từ nối này. Cụm danh từ đây là chủ ngữ nhưng không có động từ. Cho nên là chúng ta loại trường hợp nó là một cái mệnh đề trạng từ phụ đầy đủ. Còn nếu như là dạng rút gọn thì khi rút gọn của mệnh đề trạng từ thì sẽ chỉ còn từ nối và động từ, chứ nó cũng có thể là rút gọn đi, bỏ to be đi thì còn từ nối cộng với cụm danh từ. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta có một cái cấu trúc là because of cộng với cụm danh từ đứng đầu câu. Và chúng ta theo dịch nghĩa thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án D. Đó là do tác dụng kích thích của nó đối với con người, thì cái việc sử dụng phenol như là một chất khử trùng thì nói chung là đã bị ngưng lại. Câu 9 chúng ta chọn đáp án D. Câu số 10 thì ở đây chúng ta có must là động từ, sau đó là có động từ nguyên thể rồi. Cái này là cung cấp thêm thông tin thôi, chúng ta không quan tâm. Thì ở đây chúng ta có in order to remain, nhìn chúng ta chưa có chủ ngữ ở đây, chưa có danh từ làm chủ ngữ ở đây. Thì ở đây chúng ta thấy là chỉ có một đáp án A, ở đây nó là một cụm danh từ làm chủ ngữ. Đáp án B thì chúng ta thừa từ nối. C, therefore là trạng từ đứng đầu câu. Câu D thì cũng là thừa từ nối whichever rồi. Còn câu C, therefore, mình cũng không chắc là, không biết là tại sao đây lại loại được therefore là cụm trạng từ. Thì cụm trạng từ đứng đầu câu thì theo mình nhớ thì chỉ có cụm trạng từ chỉ thời gian khi cần nhấn mạnh thì nó để đầu câu thôi. Còn lại thì trạng từ thường là ở đằng giữa hoặc cuối câu. Cho nên mình không chọn, ưu tiên chọn C mà mình chọn A, cụm danh từ ở đây làm chủ ngữ cho câu. Câu 10 chọn A. Ngoài ra thì các bạn có thêm một cái cấu trúc đó là in order to verb.
Câu số 11 thì ở đây có một cái cấu trúc là cấu trúc càng càng. Đây cấu trúc so sánh càng ngày càng đến gì đó. Hoặc là ví dụ như là ở đây có ba cái ví dụ. Ví dụ như là bạn càng có nhiều con thì bạn càng cần một cái ngôi nhà to hơn. Bạn càng làm việc chăm chỉ thì bạn càng cái gì gì đấy. Hoặc là ví dụ số 3, ví dụ như là càng có nhiều kinh nghiệm thì lương lại càng cao. Đấy, thì các bạn xem cái cấu trúc như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy là cấu trúc này là của so sánh hơn the cộng với tính từ ngắn thêm đuôi r, tính từ dài thì là more cộng với tính từ dài. Bên này cũng thế. Thì ở đoạn giữa này sẽ là có cấu trúc như nhau. Thì ở đây các bạn thấy là có the, cấu trúc của so sánh hơn này. Sau đó có một cụm danh từ. Đây cụm danh từ. Sau đó có một mệnh đề. Tại sao biết là mệnh đề? Vì nó có adverb này. Thì sau dấu phẩy chúng ta cũng sẽ có một cấu trúc tương tự như thế. Thì chúng ta thấy có đáp án A là the greater này. Sau đó có the need này. Song song với the pollution. Sau đó là the y. Cũng the y như thế này. Đấy. Ở đây là cụm giới từ. Thì ở đây các bạn cũng thấy có cụm giới từ. Cho nên câu 11 đáp án đúng mà mình chọn đây là đáp án A. Câu số 12. Chúng ta thấy có chủ ngữ số ít thì chúng ta thấy có mạo từ ơ này. Tiếp theo có động từ rồi. Chúng ta thấy có dấu chấm phẩy. Vậy thì đây là đã kết thúc một câu hoàn chỉnh rồi. Bên này chúng ta cần một câu hoàn chỉnh nữa mà không cần có từ nối. Vậy thì ở đây chúng ta chọn được ngay đáp án B. Đó là adverb. Như thế này. Câu C thì thiếu chủ ngữ. Câu D thì có chủ ngữ động từ nhận thừa từ nối này. Và câu A thì cũng thừa từ nối even mà lại thiếu động từ. Thì ở đây các bạn chú ý thêm về cái từ influence. Thì nó vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là ảnh hưởng hoặc tác động. Cái đuôi CE thì thường là danh từ. Tuy nhiên thì cũng không phải là 100% lúc nào một từ của đuôi CE nó cũng là danh từ. Thì ở đây nó chính là một ví dụ chỉ ra rằng là đuôi CE không hẳn là danh từ mà nó còn là động từ nữa. Câu số 13. Câu số 13 thì ở đây chúng ta thấy là có chủ ngữ đây. Tiếp theo là có động từ chính rồi. Chúng ta thấy có một cái mệnh đề phụ. Giác là từ nối này. Chủ ngữ này. Động từ. Cấu trúc song song hay động từ này. Các bạn thấy có đôi ed này. Thì ở đây có chủ ngữ động từ rồi. Mệnh đề phụ là không quan tâm nữa. Thì đằng trước của chúng ta cần cái gì? Chúng ta ở đây có dấu phẩy. Vậy thì nếu như đáp án A has been thì tự nhiên có động từ ở đây thì nó không hợp lý lắm. Đây là động từ của thì hiện tại hoàn thành. Nếu như mà đáp án A đưa vào thì chúng ta cần phải có một chủ ngữ và một từ nối nữa thì nó mới đúng. Đáp án B thì chúng ta có chủ ngữ động từ và một từ nối. Thì như này không hợp lý. Nếu như mà từ nối sau đó đến chủ ngữ và động từ thì đúng. Chứ còn chủ ngữ động từ sau đến từ nối như này thì cũng không hợp lý. Đáp án C thì có chủ ngữ động từ nhưng mà thiếu từ nối. Cho nên C cũng loại. Thì chúng ta còn đáp án A. Lúc này đáp án D thì S ở đây nó vừa có thể là từ nối, vừa nó có thể là một giới từ. Thì trong trường hợp này S ở đây chỉ là một giới từ thôi. Giống như là một đứa trẻ thì cái người này làm gì đấy. 13 chúng ta chọn đáp án D. Câu 14 chủ ngữ động từ chính có thể bị động. To be phân từ 2 có thể bị động. That là một từ nối. Chúng ta có một mệnh đề phụ ở đây. Thì mệnh đề phụ này có chủ ngữ đây. The pool. Tiếp theo đây là cụm giới từ. Đây cũng là một cụm giới từ. Chúng ta loại. Thì chúng ta có đây là động từ của cái mệnh đề phụ từ đằng that này trở đi. Vậy thì ở đây chúng ta cần chọn cái gì? Ở đây người ta kiểm tra kiến thức liên quan đến sở hữu cách. Thì ở đây chúng ta phải chọn đáp án là đáp án B. Tức là đáp án đúng ở đây của chúng ta có thể là the drops, round shape hoặc là
round shape of the drop, tức là cái hình dạng của cái hạt mũ mưa ấy. Đây, theo như chúng ta dịch ra thì sẽ làm người ta tin rằng sức hút của trọng lực lên một hạt mưa rơi thì sẽ thay đổi cái hình dạng tròn của nó thành hình của một giọt nước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là để đúng được thì chúng ta chỉ có thể là một trong hai cái thằng này. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy có đáp án B là đúng. Còn lại thì không còn đáp án nào có dạng như này được nữa. Như này nữa. Cho nên ở đây đáp án đúng ở đây của câu 14 là đáp án B. Câu số 15. Thì ở đây chúng ta có chủ ngữ động từ đây rồi. Trước của nó là cái gì? Đây là cụm danh từ này. More, tính từ rồi. Vậy thì câu này của chúng ta cần điền gì? Chúng ta nhìn đáp án ở đây chúng ta có hai từ nối và hai cái giới từ. Ngoài ra thì cái đáp án D này, once, nó cũng là một từ nối của mệnh đề trạng từ. Thì ở đây chúng ta không cần có mệnh đề phụ, cho nên là chúng ta không cần từ nối. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần dịch để hiểu hơn về cái câu số 15 này. Đó là với các cái văn phòng mà trở lên càng ngày càng hiện đại, cơ giới hóa hơn ấy, thì các nhà thiết kế ngày càng đang cố gắng để nhân cách hóa chúng với một cái sự ấm áp hơn và ít nghiêm trang hơn. Thì ở đây câu 15 mà chúng ta chọn đáp án C là with, chứ không dùng các cái từ nối như là if, but hay once. Rồi. Thì cũng đã 21 phút rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng video ở đây và mình sẽ chữa 25 câu sau ở video tiếp theo. Thì rất mong mình nhận được sự đóng góp của các bạn.